Hồng Ngân đang đứng trong khuôn viên của dòng kính Cát Minh Sài Gòn, đan viện được thành lập cách đây gần 160 năm. Các nữ tu dòng kính sống trong nội vi và mang trong lòng ơn gọi duy nhất là cầu nguyện. Nội vi là khu vực bất khả xâm phạm của dòng kính. Các nữ tu không được rời khỏi nội vi trừ trường hợp khẩn cấp, và người ngoài cũng không được vào nội vi, kể cả các giáo sĩ hay là thân nhân. Thưa quý vị, nơi Hồng Ngân đứng là khuôn viên thuộc dòng kín thôi, chứ không phải là khu vực nội vi. Các nữ tu dòng kín là nền tảng của giáo hội. Nếu không có các nữ tu dòng kín, giáo hội dễ bị lâm nguy. Đức Giáo Hoàng Francisco đã ca ngợi các nữ tu giống như những người đưa người bị bại liệt đến với Chúa để được chữa lành, và rằng qua việc cầu nguyện của họ ngày và đêm, các nữ tu dâng lên trước Thiên Chúa đời sống của anh chị em, là những người vì nhiều lý do khác nhau không thể đến với Thiên Chúa để được kinh nghiệm lòng thương xót chữa lành của Ngài. Trong không gian thánh thiện này, mời quý vị cùng Hồng Ân cất lên lời kinh hòa bình, để chúng ta cũng được mời gọi trở nên những khí cụ bình an của Chúa trong thế giới đang hoang mang, sợ hãi vì đại dịch hiện nay. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì Chúa khi hiện thân là khi được nhận lại, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bạn. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến. Chính khi hiện thân
là lúc gặp lại bạn thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở dòng lòng con, xin thương ban xuống.